Vâng, cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay vẫn là ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021. Cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh xin test một cặp loa Pooler CSE900. Vâng, cặp loa này thì về với cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh cũng đã rất lâu rồi. Và ngày hôm nay thì mới được nhận chủ. Vâng, cặp loa Pooler CSE900 màng FB, loa được sử dụng bát 30. Và quý vị và các bạn đang được nhìn thấy cấu hình của cặp loa này rất là khác lạ nhé. Vâng, và cửa hàng cũng không có bài phối ghép lên kênh từ khi sản phẩm về với cửa hàng. Và ngày hôm nay thì đã có bác khách hàng có địa chỉ tại An Giang chốt đơn. Vâng, cặp loa này thì có giá dưới 20 triệu. Rất đẹp nhá. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ test và cùng với một chiếc đầu băng cối Akai vừa về với cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh. Chiếc đầu băng cối Akai modem của sản phẩm là 221D. Chiếc đầu băng cối này thì chạy 2 chiều và vừa về với cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh nhé. Và có nút chỉnh EQ như là chiếc bản đồ 1000. Chất âm của chiếc đầu băng cối này thì cực kỳ là hay. Vâng, với những dòng đầu băng cối như 200D là cũng đã rất nổi tiếng, và đến 210, 220 và ngày hôm nay thì là một chiếc 211 là đàn anh, cũng là anh cả của dòng 2, dòng đầu 2 nhé. Vâng, và máy chạy 3 motor và chạy 2 chiều. Cửa hàng cũng sẽ thông báo chi tiết hàng về cho quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh đang phối ghép cho quý vị và các bạn cùng với một chiếc âm ni 5000X về hôm trước bên cửa hàng âm thanh Lữ Hạnh nhé. Vâng, chiếc âm ni 5000X thì về với cửa hàng hôm trước ở xếp ở đây. Và chiếc về trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã có khách chốt và cửa hàng cũng gửi đi buổi chiều ngày hôm nay rồi. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết đến cặp loa mà cửa hàng sẽ test gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ như sau. Vâng, xin gửi cho anh Thanh. Anh Thanh thì ngày hôm qua cũng đã chốt một chiếc đầu băng cối Akai 286D. Ngày hôm nay thì anh chốt tiếp một cặp loa Pooler CSE900. Xin gửi cho vị khách hàng có địa chỉ tại Vựa Tôm Ba Độ, ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm cặp loa và một bộ đầu băng cối mới về cùng với một chiếc âm ni dòng Lesaver cổ 5000X, hàng bao nhảy nhé, bao rảy nhé. Vâng, cặp loa này thì về với cửa hàng cũng khá là lâu rồi. Vâng, cặp loa thì còn zin nguyên bản và cửa hàng cũng đã chụp hình và quay chi tiết cho anh gửi qua Zalo rồi. Vâng, quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm. Chiếc âm ni 5000X này thì còn rất đẹp ạ. Trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin chối từ.
chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình, quen nhau làm chi, thương đau chuộc lấy, chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày. Tôi bây giờ, anh xin trả cho em, khăn tay anh còn trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào nói là bộ sản phẩm này nghe thì quá tuyệt đỉnh luôn. Với một chiếc đầu băng cối, chiếc đầu băng cối này thì cửa hàng cũng xin khẳng định luôn nó hay hơn cả 635D, nhưng giá trị của sản phẩm nó có trên 10 triệu thôi. Và cửa hàng âm thanh Hạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.